Ngày 6 tháng 8, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an thành phố Biên Hòa bắt khẩn cấp đối tượng Trần Hữu Sơn, 38 tuổi, ngụ phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, là nghi can sát hại chị N, 37 tuổi, quê tỉnh Bến Tre, là chủ tiệm cắt tóc, gội đầu trên đường Bùi Văn Hòa, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Bước đầu Sơn khai có mối quan hệ tình cảm với chị N và thường xuyên đến chơi tiệm cắt tóc. Trưa 5 tháng 8, Sơn đến tiệm cắt tóc và thấy chị N nhắn tin qua lại với một người đàn ông khác. Nghi ngờ chị N có mối quan hệ với người khác nên cả hai xảy ra cự cãi. Sau đó Sơn lấy dao tấn công khiến chị N gục tại chỗ. Gây án xong, Sơn lấy điện thoại, chiếc bóp của chị N có khoảng 4 triệu đồng và rời khỏi hiện trường. Tiếp đó, Sơn đón xe ôm về phòng trọ ở phường Long Bình và dùng số tiền để chơi game. Lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét, bắt giữ đối tượng, thu giữ các tang vật có liên quan.